Thực hư thông tin nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long qua đời, sự thật đằng sau khiến dư luận bức xúc. Thời gian qua, một số nghệ sĩ gạo cội của làng giải trí Việt thường xuyên bị đưa các YouTuber hay các kênh truyền thông không chính thức đưa tin họ đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã vô cùng bức xúc lên tiếng. Cụ thể, tại đám tang của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ đã có nhiều YouTuber tập trung để ghi lại khung cảnh nơi đây và đăng tải lên mạng xã hội. Đến dự tang lễ đồng nghiệp, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã quyết định lên tiếng, nói hết những điều bức xúc thời gian qua. Sau khi xác nhận những người tập trung đông đúc trước đám tang của Thanh Kim Huệ đều là YouTuber, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã nhắn gửi họ đừng đưa những thông tin sai sự thật. Trong đó, nam danh hài cho biết thời gian rất gần đây anh thường xuyên bị đồn rằng đã qua đời trên YouTube, khiến bản thân cảm thấy vô cùng bức xúc và bị tổn thương. Những gì đưa lên YouTube phải đúng sự thật và chính xác, đừng nên làm những điều không đúng sự thật, giống như không nên đưa tên Long lên YouTube và nói rằng Long đã ra đi. Bây giờ ai đưa lên thì Long không biết, nhưng như vậy là không được, sẽ tổn thương người bị đưa lên. Cộng đồng mạng cũng không còn tin tưởng vào những YouTuber của mình nữa. YouTuber là phải chân chính, phải đưa tin đúng sự thật. Cảm ơn mọi người. Kim Tử Long nói. Đây không phải là lần đầu nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long nói thẳng về vấn đề một số YouTuber đưa tin sai sự thật về anh. Cách đây ít tháng, nam nghệ sĩ bất ngờ bị tréo tên vào những ồn ào liên quan đến cờ bạc. Thực chất, vụ việc này đã diễn ra vào từ năm 2013 và nam nghệ sĩ đã được minh oan. Thế nhưng, một số YouTuber vẫn đào lại và cố tình không ghi rõ ngày tháng năm để câu view. Sự thật là ngôi sao cải lương không hề vướng vào cờ bạc. Trong một lần đi hát đám cưới tại Vĩnh Long, anh đã vô tình có mặt tại điểm đánh bạc ở tiệc cưới đó. Sau khi điều tra, lực lượng công an cũng đưa ra kết luận rằng Kim Tử Long vô tội và không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tôi mong các YouTuber có đưa tin về tôi thì đưa tin mới, đừng đưa tin cũ nữa. Chuyện tôi bị vướng vào cờ bạc ở Vĩnh Long là một sự vô tình, chứ không phải cố ý. Tòa án Vĩnh Long cũng ra văn bản nhận định tôi vô tình, không có tội gì hết nên được miễn hình phạt. Giấy tờ tôi vẫn còn đây, vậy mà mọi người lại giật lên là tôi bị bắt, không để ngày tháng là từ bao giờ. Như vậy rất tội cho tôi rất buồn, rất đau. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long bộc bạch.